Diễn viên Lương Thu Trang nghi phim giả tình thật với Việt Anh, mẹ khuyên tái hôn, chị muốn bỏ chạy. Cô sinh năm 1990 với ngày sinh rất đặc biệt là ngày 19 tháng 5 trùng với sinh nhật của Bác Hồ. Tính đến nay, cô đã bước sang tuổi 31 cùng với sự nghiệp đóng phim đang trên đà thăng tiến nhanh chóng. Lương Thu Trang không còn là cái tên quá xa lạ đối với đại đa số khán giả phim truyền hình Việt Nam. Cô là một trong những gương mặt trẻ mới xuất hiện nhưng đã phủ sóng trên màn ảnh của người Việt với nhiều bộ phim nổi tiếng. Sự nghiệp của Lương Thu Trang. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, lối diễn xuất tự nhiên thì quá khứ đầy sóng gió của cô cũng được khá nhiều người quan tâm và tìm hiểu. Thời gian tới, khán giả kỳ vọng bà mẹ một con sẽ tiếp tục bứt phá trên màn ảnh với những dự án chất lượng và diễn có chiều sâu. Lương Thu Trang sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, cô là người duy nhất trong gia đình đi theo con đường này. Mặc dù vậy, nhưng thật may mắn khi bố mẹ cô đã hết sức ủng hộ và động viên cô cố gắng theo con đường nghệ thuật như mơ ước. Hết cấp 3, cô có nguyện vọng học thanh nhạc ở Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nhưng năm đó khoa đã tuyển hết chỉ tiêu nên cô phải chuyển sang thi diễn viên. Vì quá đam mê nghệ thuật nên cô đành luyện tập một tiểu phẩm trong vài ngày để thi, kết quả là cô đã đậu. Cô cho rằng đúng là nghề chọn cô chứ không phải cô chọn nghề. Sau khi tốt nghiệp, cô đã bắt đầu công việc tại nhà hát tuổi trẻ với chuyên môn đóng kịch. Cô đã dành trọn 7 năm thanh xuân để gắn bó với sân khấu này. Đến năm 2018, cuộc đời cô chuyển sang một bước ngoặt mới khi cô quyết định chuyển sang lĩnh vực đóng phim truyền hình. Vai diễn đầu tay của cô là Cúc, một công nhân ở xí nghiệp may với cuộc đời nhiều biến cố trong bộ phim dài 34 tập mang tên Những Cô Gái Trong Thành Phố do đạo diễn Vũ Trường Khoa thực hiện. Đạo diễn đã chủ động thay đổi kịch bản cho nhân vật Cúc trở thành mẹ đơn thân, tương đồng với hoàn cảnh của diễn viên Lương Thu Trang, giúp cô lột tả được hoàn cảnh éo le, nghèo khổ phải xa con của nhân vật một cách trọn vẹn, chạm đến cảm xúc của khán giả khi xem phim. Tuy chuyển sang lĩnh vực đóng phim truyền hình khá muộn nhưng cô đã nhanh chóng tạo dựng tên tuổi qua các bộ phim nổi tiếng, Những Cô Gái Trong Thành Phố, Hướng Dương Ngược Nắng. Cô cho rằng mình may mắn hơn so với các diễn viên đồng trang lứa vì được vào các vai nhân vật mà cô yêu thích. Trong mỗi nhân vật mà cô đảm nhận, cô luôn tìm thấy những nét tương đồng với bản thân trong thực tế dù nhiều hay ít. Có lẽ vì vậy mà khả năng diễn xuất của cô được nhiều người khen ngợi và nhanh chóng có tên tuổi trong lĩnh vực này. Hài lòng với cuộc sống dù hôn nhân không trọn vẹn. Với những nỗ lực và cố gắng bên cạnh sự may mắn, đến thời điểm hiện tại, nữ chính của Hướng Dương Ngược Nắng cảm thấy rất hạnh phúc. Cô không còn mong muốn gì hơn nữa và hài lòng với cuộc sống đang có. Tuy nhiên, khi tham gia chương trình Lời Tự Sự, cô cũng thổ lộ, đôi lúc mình muốn có thêm một cô con gái để có đủ nếp đủ tẻ. Thế nhưng khi mẹ của cô khuyên kết hôn lần nữa thì Thu Trang lại sợ và muốn xách dép chạy mất. Mục tiêu hiện tại của Thu Trang là được tham gia đóng phim điện ảnh nhưng chưa có cơ hội và may mắn được nhận vai. Với cuộc sống của một diễn viên nổi tiếng, Lương Thu Trang nhận thức rằng bản thân phải ăn mặc gọn gàng hơn, thanh lịch hơn, gây thiện cảm với những người xung quanh mỗi khi ra ngoài đường. Thực ra từ trước đến nay, Thu Trang theo phong cách điệu bánh bèo pha một chút sang trọng, nữ diễn viên chia sẻ. Cô cho rằng việc hôn nhân không viên mãn một phần xuất phát từ chính bản thân cô. Có thể tôi là người cá tính độc đoán và có nhiều khuyết điểm, mà khi bước vào thế giới hôn nhân thì hai người mới nhận ra điều đó. Khi cô vào Hà Nội, bắt đầu biết đến cuộc sống phồn hoa phú thị thì gặp luôn ông xã. Cô cứ yêu say đắm bất chấp mọi sự cản trở của gia đình. Mối tình kéo dài được 5-6 năm thì họ đi đến hôn nhân. Nhưng họ không ngờ rằng hôn nhân là nấm mồ chôn của tình yêu này. Cô là một trong những tuýp người sở hữu quá cao nên nhiều khi đó là nhược điểm của cô. Mặc dù trải qua nhiều sóng gió nhưng mẹ đơn thân Thu Trang vẫn dành những lời tốt đẹp khi nhắc về chồng cũ. Nếu xét về độ hoàn hảo, tôi chấm anh ấy được 8 điểm. Anh ấy rất yêu thương chăm sóc cho tôi. Lương Thu Trang trong phim Hướng Dương Ngược Nắng. Cô cảm thấy vô cùng biết ơn nhân vật Minh và bộ phim Hướng Dương Ngược Nắng vì vai diễn này giống như một cầu nối vững chắc đưa cô. Đây là vai diễn dài hơi nhất của cô tính đến thời điểm hiện tại. Cô chỉ cảm thấy lo lắng sắp tới phải bước vào dự án mới vì bản thân sẽ bị khán giả đánh giá thấp về năng lực diễn xuất. Vì vai diễn Minh thật sự đây là một vai diễn rất thành công, nhưng cô cho rằng mình không áp lực về việc để lại cái bóng quá lớn cho chính mình. Là một diễn viên, mục tiêu của cô hướng đến chính là luôn cố gắng thực hiện tròn vai và biến hóa thành công dù có là vai diễn nào để khán giả không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi xem phim mình đóng. Sắp tới cô chỉ mong muốn được nhận một nhân vật có nhiều đất diễn để thoải mái khai thác và sáng tạo. Lương Thu Trang và Việt Anh lần đầu đóng cặp với nhau lại vào vai yêu nhau, hai diễn viên có rất nhiều cảnh hôn trên màn ảnh. Diễn xuất ăn ý của hai diễn viên trong Hướng Dương Ngược Nắng làm dấy lên tin đồn Việt Anh và Lương Thu Trang phim giả tình thật. Việt Anh là nam diễn viên giàu kinh nghiệm trong khi Thu Trang mới đóng phim truyền hình vài năm nay. Trước hàng loạt tin đồn tình ái, nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ, chúng tôi không phải bạn bè ngoài đời, sau giờ làm việc không tương tác liên lạc với nhau. Khi đến phim trường, cả hai mới bắt đầu trao đổi công việc. Cô khá ngại e dè khi đóng những cảnh ôm hôn. Việt Anh vừa là phái mạnh vừa có kinh nghiệm lâu hơn nên thường là người gợi mở, phân tích tâm lý nhân vật để cô nhập vai hơn. Nữ diễn viên rất cảm ơn anh ấy vì điều đó. Cô cảm nhận Việt Anh là diễn viên nhiều màu sắc, luôn đầu tư cho nhân vật, chăm chút từng phân đoạn diễn. Sau hiệu ứng của mỗi bộ phim tình cảm tâm lý xã hội, cặp đôi diễn viên chính bị khán giả ghép đôi là điều khó tránh. Thu Trang và Việt Anh cũng không ngoại lệ, tuy nhiên cô cảm thấy rất ngại bị hiểu lầm. Hơn nữa điều này còn ảnh hưởng đến đời tư của bạn diễn.
Dù vậy, đông đảo khán giả vẫn miệt mài chèo thuyền vì sự đẹp đôi của hai diễn viên. Lương Thu Trang kém Việt Anh 9 tuổi, trong khi Việt Anh đã có 17 năm kinh nghiệm đóng phim truyền hình thì cô mới tham gia 4 phim trong 2 năm trở lại đây. Việt Anh đã ly hôn còn Thu Trang là mẹ đơn thân. Cả hai chỉ tương tác trên trường quay và không trò chuyện ngoài đời nhưng lại thực hiện các cảnh yêu đương rất ngọt trong lần đầu hợp tác.